Hello, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay đây mình sẽ làm một video để quay về những tàu cá của địa bàn thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì trước khi thực hiện video này, mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các chủ tàu đã hỗ trợ cho phép mình trong việc quay video. Thì đây là những con tàu đánh bắt xa bờ bằng lưới rút đêm hiện đại nhất của địa bàn thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì những con tàu này với chiều dài tầm 21 m là những con tàu đánh bắt hiện đại bằng cái nguồn vốn tự có của bà con ngư dân, sử dụng nguồn vốn gia đình. Thì đây là một cái thời điểm mà bà con ngư dân thôn Phú Lạc đầu tư phát triển về đánh bắt xa bờ một cách hiện đại nhất, với về phương tiện đánh bắt, về công nghệ đánh bắt, về công cụ đánh bắt và cỡ cả về con người, với các cái đội ngư phủ dày dặn kinh nghiệm để mang về phủ dày dặn kinh nghiệm để xử lý các cái tình huống trên biển, mang lại cái nguồn lợi kinh tế hiệu quả nhất cho bà con ngư dân. Theo mình nghĩ thì đây có lẽ là một cái thời điểm hoàng son nhất trong các cái thời điểm mà cha ông để đánh bắt bằng cái ngờ lưới quay từ lâu đời trước đó. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà bà con ngư dân thôn Phú Lạc có một sự đầu tư to lớn và mạnh mẽ nhất trong các cái thời điểm đánh bắt trước đó. Và sau này nữa, các cái thế hệ sau này có thể sử dụng các cái công nghệ đánh bắt hiện đại hơn. Nhưng thời điểm này theo mình nghĩ là một cái thời điểm mà hoàng son nhất để đánh dấu một cái bước phát triển đồng bộ của tất cả các bà con ngư dân đã mạnh dạn đầu tư và mang về cái hiệu quả kinh tế rất là cao ở thời điểm hiện tại bây giờ. Thì những cái con tàu gỗ này là những con tàu gỗ sử dụng bằng cái nguồn vốn gia đình, nguồn vốn của chính họ, với kích thước tầm 21 m và sử dụng các cái máy công suất lớn từ 500 đến 750 mã lực. Chúng ta quan sát từ đằng sau của những con tàu gỗ của bà con ngư dân Phú Lạc rất là đẹp. Tất cả con tàu này đã được kéo lên ụ trước đó và trang bị thêm những cái công nghệ hiện đại nhất của người Nhật và sửa sang sau một năm làm biển, và bây giờ những con tàu này đã được sơn mới lại hoàn toàn để chuẩn bị hạ thủy và chuẩn bị tiếp tục một mùa biển tới. Mình sẽ đi một vòng quanh những cái con tàu này để cho tất cả anh em quan sát bao quát toàn tất cả các cái con tàu đánh bắt của bà con ngư dân thôn Phú Lạc. Hôm nay mình làm cái video này mình không quay chi tiết bất cứ con tàu nào, mình sẽ quay tổng quát một số những cái con tàu đánh bắt của đội tàu lưới rút thôn Phú Lạc. Đây, ở đây có 3 tàu nữa. Thì so với các cái tỉnh khác thì họ đã có truyền thống làm ghe lớn từ lâu, nhưng ở địa bàn thôn Phú Lạc thì khoảng 3 năm trở lại đây thì người dân đã phát triển mạnh mẽ cái nghề lưới rút đêm, với sự đầu tư về công cụ, trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhất của người Nhật để phục vụ cho nhu cầu đánh bắt của người dân. Đây là thời điểm mà con người có sự đầu tư mạnh dạn và mang lại cái hiệu quả cao nhất trong cái việc đánh bắt xa bờ. Thì
thì so với những cái tỉnh khác thì đội tàu của bà con ngư dân thôn Phú Lạc không phải là một đội tàu với số lượng đông, nhưng một đội tàu với những chiến binh xuất sắc đã mang về các cái hiệu quả trong việc đánh bắt rất là cao. Là một cái làng chài nhỏ ven biển rất là nhỏ, nhưng mà cái hiệu quả đánh bắt của các cái người dân thôn Phú Lạc này mang về rất là cao so với những cái đoàn tàu của các cái tỉnh bạn. Thì làng chài thôn Phú Lạc không phải là một cái làng chài với số lượng nhiều tàu cá, nhưng đây là một cái làng chài có sự phát triển rầm rộ tầm 3 năm trở lại đây. Và sự phát triển đó kèm với hiệu quả của việc đánh bắt của các ngư dân đã làm cho làng chài thôn Phú Lạc có một cái sự nhìn nhận và quan tâm của các làng chài ở địa phương khác. Thì toàn tỉnh Phú Yên có hơn 1.150 tàu đánh bắt, nhưng trong đó chỉ có 455 tàu được quyền đánh bắt xa bờ. Thì địa bàn thôn Phú Lạc là một cái thôn nhỏ, nhưng hiện diện với các cái đội tàu đánh bắt xa bờ với công suất lớn nhiều nhất ở toàn tỉnh. Thì ở phía trước các cái con tàu này đây, mọi người thấy là những con tàu đánh bắt rất là đẹp, những con tàu gỗ. Đây cũng là một con tàu nữa của bà con ngư dân thôn Phú Lạc. Và phía trước kia, phía trước nữa vẫn còn những con tàu, các cái đội tàu đánh bắt lưới rút đêm của bà con ngư dân thôn Phú Lạc. Ở địa bàn thôn Phú Lạc là một trong những làng chài nhỏ của tỉnh Phú Yên, nhưng sở hữu một cái đội tàu hùng hậu, sử dụng các cái công nghệ, trang thiết bị, những cái phương tiện đánh bắt hiện đại nhất. Và bằng chứng cho những điều đó là trong 3 năm qua, các cái đội tàu hiện đại này đã mang về các cái hiệu quả kinh tế rất là lớn cho gia đình cùng với địa phương. Mình sẽ đi lên đây, mình sẽ đi lên trên này để quay thêm các cái con tàu đánh bắt hiện đại nữa của bà con ngư dân thôn Phú Lạc. Cũng là những con tàu với kích thước tầm 19 đến 20 mét và sử dụng các cái công nghệ, những cái trang thiết bị hiện đại nhất của người Nhật đã áp dụng vào trong cái việc đánh bắt của họ. Với các trang thiết bị sử dụng dò cá, những cái máy quét radar, máy dò nước đã mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Phía trước mình đây vẫn còn những con tàu đánh bắt hiện đại nữa của bà con ngư dân thôn Phú Lạc. Đây. Đây, một con tàu màu xanh này nữa. Đây là một trong số ít những con tàu đánh bắt của bà con ngư dân ở địa bàn thôn Phú Lạc. Còn rất nhiều những con tàu nữa, nhưng mà họ đang neo đậu ở những khu vực khác, cho nên là mình quay không hết cái số lượng tàu của bà con ngư dân. Mình chỉ quay
một số lượng vừa đủ để viết bài thôi. Đây vẫn là đội tàu của bà con ngư dân thôn Phú Lạc ha, với các cái con tàu của hàng năm mang về các hiệu quả kinh tế lao động rất là cao, đã đáp ứng cho kinh tế gia đình ở trên các con tàu. Và mỗi chuyến biển thì đi từ 15 đến 17 thành viên, cho nên hiệu quả kinh tế của con tàu sẽ quyết định hiệu quả kinh tế của 15 đến 17 gia đình của ngư dân trong địa bàn thôn Phú Lạc, để chuẩn bị cho những chuyến biển sắp tới. Và chúc cho bà con ngư dân thôn Phú Lạc của chúng ta có một năm bội thu, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho gia đình, cho địa phương và cho tỉnh của chúng ta. Chúc toàn thể anh em thắng lợi